Chào mừng các bác và anh em nhé. Chào mừng các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube JK Audio. Và video ngày hôm nay thì bên công ty chúng em giới thiệu cho các bác một mẫu trầm mới được nâng cấp. Vâng, một cái phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay. Trước tiên các bác và anh em xem những cái đường nét của nó đây, những cái phiên bản này. Sản phẩm này thì các bác và anh em chắc hẳn cũng đã nhiều các bác anh em đã nhận ra sản phẩm này là đến từ thương hiệu nào rồi. Với cái form dáng và ngôn ngữ thiết kế mới nhất năm nay, đầy phá cách và chắc chắn cái chất âm nó sẽ đạt được cái chất lượng tốt, hoàn hảo nhất cho chúng ta. Vâng ạ, đây là một chiếc trầm điện đến từ B3, model là 2021. Nói về con 2021 này thì cái lịch sử của nó đã được ra đời tầm đầu năm 2019. Qua rất nhiều các bước cải tiến. Và cái phiên bản trước thì các bác anh em cũng đã được xem những video bên chúng em review rồi. Nó sẽ có một lỗ thông hơi đây. Đấy. Nhưng đối với cái phiên bản được cải tiến như phiên bản này, cái phiên bản cuối năm 2019 này thì cái lỗ thông hơi nó đã được đưa ra đằng trước. Các bác của anh em được cái lỗ thông hơi đã được đưa ra đằng trước. Với cái thiết kế như thế này thì nó sẽ cho chúng ta được một cái chất âm trầm với cái lực đánh ra bằng trước khỏe hơn nhé các bác nhá. Sẽ được lực đánh của tiếng bass, tiếng trầm nó đánh ra sẽ khỏe hơn, cái tiếng trầm nó sẽ sâu hơn. Chút nữa em sẽ đi vào test cho các bác và anh em nghe và trải nghiệm. Còn nói về công suất và kích thước thì nó vẫn như vậy. Đợt này cái phiên bản này thì được trau chuốt về cái chất lượng, về cái nước sơn nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó cảm, các bác cảm giác nó rất là sần sùi, nhưng khi chúng ta sờ tay vào rất là mềm mại mượt mà. Cái kiểu dạng sơn đây, các bác có thể nhìn đây, cái kiểu dạng sơn đen sần này nó nhìn thì chúng ta cảm thấy nó rất là gồ ghề, cảm giác không muốn động tay vào, nhưng khi động tay nó lại mềm mại, mát lẹm, nó nhẵn nhé. Các đường nét nó được trau chuốt đẹp tỉ mỉ hơn. Rồi cái phiên bản này là phiên bản cải tiến hiện nay, cải tiến mới nhất hiện nay nhé. Form dáng và cái ngôn ngữ thiết kế thì đã đưa cái lỗ thông hơi ra đằng trước. Công suất vẫn 500W, vẫn sử dụng nguồn xuyến 4 sò. Đấy. Phiên bản này là phiên bản 2021 nâng cấp mới nhất hiện nay. Bass được vẫn được cái trang bị công nghệ đó là tẩm dầu bóng, một lớp dầu bóng màu đen, đen bóng ấy. Em được đánh giá thực tế, làm bài review nhanh này nên em đây em quay chi tiết những cái đường nét này rất là đẹp và tinh xảo. Và phiên bản này vẫn được giữ lại cổng đánh súp hơi nhá các bác và anh em. Nếu nhà chúng ta mà dư kênh, các bác có anh em và anh em có thể đánh súp hơi với con súp B3 2021 phiên bản mới nhất hiện nay này. Quá đau hẳn à. Ok, và giờ em sẽ đưa vào để test chất lượng chất âm để cho các bác và anh em cùng thẩm định nhé. Thẩm âm về chất lượng của con súp con siêu trầm B3 2021 phiên bản mới nhất hiện nay đã được thay đổi cái ngôn ngữ thiết kế, đó là đưa cái lỗ thông hơi đằng trước và cái mặt cái căng của nó đây ạ. Đây. Sẽ bảo vệ cái màng bát, sẽ bảo vệ cái mặt bát và để lộ cái lỗ thông hơi đằng trước. Với cái ngôn ngữ thiết kế như thế này nó sẽ cho chúng ta được một cái chất lượng về chất âm trầm vô cùng uy lực của mạnh mẽ khi nó đánh thổi cả lực chống lẫn lỗ thông hơi đằng trước. Ok, em sẽ đi vào để test và mở một bản nhạc nó sâu, nó căng như tiếng trống, tiếng trầm để cho các bác cùng lắng nghe và thưởng thức và thẩm âm cái chất lượng của con trầm B3 2021 nâng cấp mới nhất hiện nay như thế này.
Vâng, đối với phiên bản được nâng cấp mới nhất của con 2021 này thì các bác và anh em có thể nghe được cái tiếng trầm, tiếng trầm của nó xuống rất là sâu và mềm mại, nó mềm mại hơn hẳn so với phiên bản trước. Và lực đánh rất là căng khi được đưa cái lỗ thông hơi ra đằng trước như thế này. Các bác và anh em có thể thấy được cái bát nó hoạt động nó rất là uyển chuyển, mềm mại. Và đối với phiên bản này là phiên bản được nâng cấp của con B3 2021 nha các bác và anh em. Và giá thì bên chúng em vẫn giữ nguyên, vẫn giữ nguyên với cái mức giá là 3.200.000 đồng cho phiên bản 2021 nâng cấp mới nhất của năm 2019 hiện nay, đưa lỗ thông hơi đằng trước. Với ngôn ngữ thiết kế như thế này thì cho chúng ta khai thác được về cái lực đánh tiếng bát cũng như là cái âm trầm của nó xuống rất là sâu, chi tiết, đầm ấm và cực kỳ đê mê, đúng không ạ? Giá thì vẫn giữ nguyên với cái mức giá 3.200.000 đồng. Và các bác và anh em nếu đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm và một chiếc siêu trầm, một chiếc trầm điện được tích hợp cả cổng đánh hơi và công suất cho chúng ta khai thác ở những không gian 35, 40, 50 m², có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em theo hai số hotline, đó là 0963589192 và 0965503357. Hai số thì chúng em đã kích hoạt Zalo hoặc đến tại địa chỉ 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để nghe và trải nghiệm trực tiếp về chiếc siêu trầm đã được thay đổi một phong cách mới, một ngôn ngữ thiết kế mới, đó là con trầm V3 2021 này. Ok, và em sẽ khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video clip sau. Và nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ cũng như là ấn chuông thông báo để nhận được những sản phẩm mới như những sản phẩm B3 2021 này. Và em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em.